Trang bị kỹ năng sống cho học sinh, trong đó có kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy, là một nhiệm vụ của ngành giáo dục đã được triển khai trong nhiều năm học qua. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tăng cường các hoạt động trực quan để học sinh vừa được cung cấp kiến thức, vừa được thực hành một số kỹ năng chữa cháy thoát hiểm, ghi nhận qua một buổi học kỹ năng của một trường tiểu học thuộc quận Hải Châu. Những tiếng cười nói, hò reo, cổ vũ đồng đội liên tục được vang lên. Mặc dù người ướt đẫm mồ hôi, nhưng những người lính cứu hỏa nhí tỏ ra thích thú với thử thách mới. Rất nhiều tình huống được đưa ra. Các em học sinh được trực tiếp sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy, thực hành kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, như cách sử dụng mặt nạ dưỡng khí, vượt chướng ngại vật, luồn lách trong không gian hẹp. Khi có đám cháy thì mình phải giữ bình tĩnh, lấy khăn, nhúng nước và bịt lên mũi và cúi người xuống để tìm lối thoát. Và mình sau đó khi mình đã tìm được chỗ an toàn thì mình gọi cho 114 và người thân. Dạ, các chú dạy rất là vui, rất hay và em rất thích tiết học này. Trước khi thực hành các kỹ năng, giáo viên và học sinh của trường tiểu học này đã được cung cấp những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ở phạm vi ngoài trường học mang đến cho học sinh nhiều hứng khởi. Ở tại đây thì các bạn sẽ được gặp trực tiếp các chú chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, được giao lưu với nhiều hơn nữa các chú này, và các con được quan sát các việc làm của các chú hàng ngày, thì điều này giúp các con có cái nhìn rõ hơn, kỹ hơn về công việc hàng ngày của các chú phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, để các con có thể biết rằng là mình cần làm gì để tự bảo vệ mình. Chủ động phòng cháy chữa cháy không bao giờ là thừa. Nhiều vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây đã cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy để hạn chế những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Tùy thuộc vào độ tuổi của học sinh mà lực lượng chức năng có những biện pháp phù hợp để tuyên truyền đến các em. Qua cái buổi này thì chúng ta sẽ tuyên truyền phổ biến cho học sinh về cái kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cái kỹ năng thoát hiểm, giúp cho học sinh của chúng ta nó chủ động hơn, năng động hơn khi mà gặp phải những tình huống như là tai nạn, sự cố về cháy nổ. Kiến thức, kỹ năng không chỉ được hình thành sau một buổi học ngoại khóa, mà còn cần sự giáo dục, rèn luyện thường xuyên trong nhà trường và cả gia đình, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.